khi chúng tôi treo lên để ổn định trước khi bắt đầu chấm, chúng tôi sẽ công bố nghệ nhân số 43 và 39 chưa lên ghi danh nhé. Rồi, đề nghị nghệ nhân chúng ta lưu nghe rộng ra. Nhân số 43 nè. Rồi đi anh đọc rồi đó. 39 có rồi, cũng chạy á. 43 rồi. Rồi chưa? Vâng, bắt đầu chấm. Từ từ, từ từ. Coi để ý làm sao luôn. Nam đứng sáng rồi đi, anh đứng giữa ra dưới ra. Ừ, đứng rồi để ta treo vô. Đứng rồi ngó được hết rồi. Từ coi, nó mới bắt đầu. Từ từ, nó ngồi đi. Anh đứng sáng chưa qua, có gì hỏi. Chín tư nữa kìa. Một chín tư. Sáu năm đó anh Phan. Sáu năm đó. Sáu sáu. Ok. Sáu sáu. Một chín tư. Một chín tư đó. Đừng cấm rồi, đừng có nói nữa. Mình nói mất thời gian lắm. Chỉ sao lắm rồi. Đừng nó đừng ra, đứng ra. Mấy rồi. Đúng rồi. Sáu sáu nè. Sáu sáu. Sáu ba, một chín tư. Sáu sáu, một chín tư, chín sáu. Sáu sáu. Sáu ba. Bốn hả bạn? Tôi làm thôi. Thế nào rồi được á? Không, mấy rồi? Bốn. Còn con nữa không? Thôi. Rồi, sao làm nữa đủ rồi anh? Sao làm nữa rồi? Tôi đọc thì chúng ta cho chùm nữa ít phút. Thứ nhất là số 194. Chúng ta sẽ cho nghỉ ít phút, người nhân tranh thủ đưa áo lòng. Tiếp theo là số 66. 66. 194, 66. Tiếp theo là số 163. 163. 163. 163 chưa? Tiếp theo là 65. Số 65. Và cuối cùng con thứ 5 là số 96. Đó là năm cái kim tiếp tục với vòng thi. Rồi khoai, viết thứ hạng từ nhất nhì ba và đồng vậy. Ừ. Đây nha, mực nha. Khoa lo ngồi đây đi Khoa. Lấy cái mực đỏ gặp cho đỡ lộn. Không có, khoanh cái năm cái số kia mới được đọc cái đã.